đại bản doanh của đoàn Lân Sư Rồng Tú Anh Đường ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Nơi đây trong những ngày giáp Tết, các thành viên vừa nam vừa nữ của đoàn đang hăng say tập luyện những động tác mới. Đây là đoàn lân được xem như cái nôi khai sinh và phát triển nghệ thuật múa lân nữ ở Việt Nam. Thành lập từ năm 2008, tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng nhờ có nền tảng võ thuật từ các vận động viên võ Taekwondo, võ sư Lương Ấn Đường, người sáng lập, đã dồn tất cả tâm huyết đào tạo học trò, đi học hỏi các đoàn lân sư rồng trong nước, tập luyện các bài cơ bản, rồi đến học hỏi các bài múa lân nâng cao từ đoàn nước ngoài. Từ từ phát triển các môn múa lân mai hoa thung, lân leo cột. Dấu ấn của thầy Đường là đột phá đào tạo học trò nữ theo đoàn lân. Thể lực của một bạn nữ thì so với một bạn nam thì nó chênh lệch rất là lớn. Thì nó đòi hỏi cái sự phối hợp cao hơn nữa, cũng như là luyện tập nhiều hơn nữa. Theo dõi việc luyện tập và múa lân, mỗi động tác nhào lộn, tung hứng đều phải có sự phối hợp nhịp nhàng, đẹp mắt. Bắt đầu một buổi biểu diễn lân thường là màn trống chập khai hội. Xong màn trống là lân leo cột lên đỉnh cột cao 7 mét và múa. Đặt chân lên thanh sắt nhỏ xuyên ngang đỉnh cột. 1, 2, 3 lân sẽ lượn vòng rồi tung ra tuyệt chiêu thả mình, duỗi chân, xoay vòng, khiến người xem thót tim tán thưởng. Nổi bật của đoàn nghệ thuật lân Tú Anh Đường là những cô gái tuổi từ 18 đôi mươi, đam mê võ thuật và nghệ thuật múa lân. Từ ban đầu chưa biết gì về các màn đánh trống khai hội, nhảy mai hoa thung, múa lân, leo cột. Các cô gái đã tập luyện để có những màn biểu diễn thành thục và đẹp mắt. Thế mạnh của phụ nữ là thực hiện các động tác múa lân uyển chuyển, mềm mại, thu hút. Vì vậy, thường leo cây, leo cột, nhảy mai hoa thung, động tác của lân nữ rất hấp dẫn. Nhờ khai phá trong lĩnh vực mới, đoàn Tú Anh Đường đã đạt 2 giải cuộc thi lân sư rồng nữ châu Á. Nữ vận động viên múa lân trên cột cao nhất, tứ lân nam nữ múa lân thả liễn trên mai hoa thung, đồng thời xác lập 9 kỷ lục quốc gia các thể loại múa lân nam nữ. Đoàn sẽ có thêm những tiết mục biểu diễn mới lạ hơn, đó là lân nhảy mai hoa thung thì gồm nhảy 2 con, 3 con cùng một tiếng trống. Lân leo cột thì leo 2 con, 3 con, 4 con, 7 con cùng một lúc trên một cây cột. Là người tâm huyết với nghệ thuật múa lân truyền thống và cả hiện đại, thầy Đường đã luyện cho học trò các bài múa có bài bản. Phải hiểu ý nghĩa các sự kiện tổ chức múa lân như khai trương, đám cưới, đám hỏi, mừng năm mới, khai trương múa Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý Ngân Long, còn đám cưới đám hỏi múa hai lân để chúc đôi trẻ hạnh phúc.